Hi, xin các bạn đã quay trở lại với kênh của KTC Thì hôm nay mình tiếp tục sẽ tiếp tục gửi các bạn những cái chuỗi video phân tích về xu hướng của thị trường crypto trong cái thời gian sắp tới Đấy thì uh, như hôm qua chúng ta đã ngồi live stream trực tiếp CPI Thì mình đã đưa ra một số cái nhận định, đưa ra một số cái đánh giá Thì uh, bản thân mình thấy cũng được, thấy được là gì là mình đã nói với các bạn là uh, CPI uh, đợt này có thể giảm và các bạn xem được dữ liệu hôm qua công bố thì các bạn thấy được là kể cả CPI nó cũng vẫn cũng giảm Đấy, thì uh, các bạn thấy được là mình đã nói trước là uh, do đợt này là gì là BTC nó tăng khá là nhanh khá là mạnh khá là nhiều rồi thì cái câu chuyện tác động của cái tin lạm phát vào đường giá của BTC nó sẽ không còn nhiều có thể là cpi giảm mạnh như vậy đấy nhưng mà uh, BTC vẫn có thể giảm bởi vì tại sao uh, mình biết được là cũng có khá nhiều anh thắc mắc ở tin hôm qua ra khá là tốt cho với thị trường uh, kể cả chứng khoán kể cả BTC nhưng mà tại sao vẫn vẫn giá vẫn giảm không? thì như mình đã nói rồi là bản chất là BTC đã tăng rất cao rất nhiều rồi thì đến bây giờ thì người ta sẽ có xuống người ta chốt lời người ta sẽ có xuống người ta um, chốt lại lợi nhuận người ta đã đạt được thì kể cả cái tin đấy nó ra có tốt thì nó vẫn cứ giảm bình thường nên các bạn cũng không cần phải thắc mắc bởi vì nó là thị trường nó là market nó là một thứ không mặc định đấy, và cái hơn nữa là như mình đã nói rồi mình đã nói về câu chuyện là gì là lạm phát là mình đã nói với các bạn là lạm phát giảm như này, đấy là một tin tốt với những thị trường đầu tư rủi ro như là coi như là chứng. Nhưng mà có thể là giá bitcoin nó vẫn sẽ giảm bởi vì đài tăng trưởng trước đã tăng quá nhanh quá nhiều rồi, thì nó sẽ không còn nhiều động lực để tăng nữa và bây giờ thì người ta sẽ cuốn, người ta chốt lời thì nó sẽ làm cho giá nó nó giảm xuống. Nên là cái đấy nó cũng là điều bình thường đó các bạn, không các bạn cũng không có gì nó phải quá ngạc nhiên cả. Thì trong buổi livestream hôm qua là mình đã đã nói về cái vấn đề này rồi thì hôm nay các bạn thấy được là BTC nó đang có một nhịp giảm về nó test được đâu đó khoảng tầm về 34 rồi 34.800 nó trong vùng này thì thực ra đây cũng là một cái vùng đầu tiên mà BTC nó có thể phải test về đến đây nhưng với bản thân mình thì thực ra là cái xu hướng của BTC còn có thể giảm được nữa chứ mình nghĩ là nó không giảm được đâu nhưng mà vấn đề ở đây là nó nó có liệu là nó có đi luôn về dưới này hay không hay là hay là gì hay là tiếp tục đi ngang ở đây nếu như mà đi ngang tiếp tục về đến đây nhá, tức là có thêm một nhịp giảm mà nó vẫn trụ vững ở vùng 34 này. 34 năm này nó trụ vững đâu đó đi khoảng tầm tuần 2 tuần thôi. Thì có thể ăn sẽ tiếp tục lại lên và các bạn có thể thấy được là hiện tại uh, hôm qua có một nhịp giảm đấy nhưng mà thực sự ăn coi cũng cũng không giảm quá nhiều, không giảm quá mạnh các bạn. Đấy là cái mà mình thấy được. Có giảm trong lại rút chân lên thì thực sự là ăn coi hôm qua có giảm nhưng mà cũng không quá mạnh. Thì bây giờ nếu mà muốn ăn coi nó mà giảm mạnh ấy, thì chỉ trong trường hợp là tiếp tục BTC nó tiếp tục tiếp tục phá cái đấy, khoảng tầm 34 35k này. Tiếp tục đi sâu về khoảng tầm vùng 31 k thì mình nghĩ là là an có có nhịp giảm mạnh được, nó dùng điều chỉnh sâu một chút được. còn nếu mà BTC nó tiếp tục nó về đến vùng này mà nó không mục sâu qua luôn, nó không đi xuống đây luôn ấy và nó đi ngang đây thì khả năng là mình nghĩ là an có sẽ tiếp tục được búp nhẹ lên. Đấy, búp nhẹ lên. Đấy thì à, à, đấy là cái kịch bản sắp tới của BTC. À, tí nữa vào trong cái nội dung video thì mình sẽ nói rõ hơn cụ thể là cái hướng đi như nào và cái kỳ vọng cũng như là cái cái kịch bản mình dựng nó sẽ như nào và mình sẽ làm như nào trong thời gian sắp tới đây là cái ý kiến cá nhân của mình cũng như là cái hướng đi cái góc nhìn cá nhân của mình Đấy, thì nếu các bạn thấy video hay và ý nghĩa thì hãy cho mình một like một đăng ký kênh và các bạn đừng quên nhấn quả chuông bên cạnh để các bạn có thể nhận được những cái video sớm nhất từ mình ok thì uh, sau đây thì chúng ta sẽ đi vào cái nội dung chính của video ngày hôm nay đó chính là cái uh, uh, xu hướng của btc thì đầu tiên là chúng ta sẽ đến với biểu đồ đến d 1 thực ra biểu đồ đến D1 thì thực ra cái nến này thì mình cũng đánh giá nó cũng không phải là một cây nó, nó quá đặc biệt nhưng nó vẫn thể hiện cho cái việc là thằng bán nó đang quay trở lại là chính như thế nó đẩy một cây nến giảm xuống nhưng mà sau đó có về cuối ngày thì nó lại rút chân lên nó cũng hồi khá là nhiều hồi khá gần gần được nửa cây nến được có khoảng tầm là bốn phần bốn phần cây nến thì các bạn thấy được là thực sự nó cái lực bán nó mới đang bắt đầu thôi nó cũng chưa quá là mạnh mẽ đâu thì chúng ta thấy được là cái ngày ngày vừa rồi nó đóng một cây nó là một cây giảm và chúng ta thấy được là bên bán đang quay trở lại và có khả năng nó còn đưa thị trường đi xuống nữa. Với mình cây này thì tôi mình nghĩ là mình vẫn nghĩ là nó chưa dừng được giảm đâu. Nhưng mà mình nghĩ là khi mà về đến vùng này, nó vùng đi ngang đâu. nó bản chất nó đã tạo thành một vùng hỗ trợ kháng cự ở đây rồi. Thì có thể về đây nó sẽ lằng hoàng đây. Nếu mà lằng hoàng đây thì tiếp tục an coi lại lại được đấy lên tiếp. Đó. hôm qua cây lên giảm này thì uh, BTC giảm thì an coi cũng giảm nhưng không quá mạnh mẽ. Uh, sang đến buổi sáng nay nó rút chân uh, BTC rút chân lên thì an coi hồi lên thì an coi nhiều con nó không 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 đi quá mạnh được, không sập quá mạnh được bạn thì đấy mình thấy được cái ở thị trường thời điểm hiện tại thì về lấy cái lên D1 này thì ra thì mình vẫn thời điểm hiện tại là mình sẽ chắc là mình sẽ chưa action các bạn mình sẽ chưa action à, hôm trước khi mà mình thấy được khả năng nó điều chỉnh và đây là cái vùng đỉnh có thể nó sẽ điều chỉnh xuống và mình thấy nó tăng khóa cao rồi nó sẽ điều chỉnh bất cứ lúc nào thì bản thân mình cũng đã thoát ở trên đây rồi thì mình cũng không không đến thời điểm hiện tại này thì mình cũng chưa có uh, tư duy mình cũng chưa có nhận ra được cái tín hiệu nào để chúng ta có thể chúng ta nhảy vào chúng ta chơi ở à, thời điểm này đấy là cái góc nhìn của mình những mình đến hiện tại nhé đến tại mình chưa thấy là mình sẽ nhảy vào lại ăn coi ờ, hiện tại mình thoát ở chưa này thì mình cứ tạm thời mình đứng ở bên ngoài đó mình chưa có làm gì cả đấy thì à, đấy là với biểu đồ đến một cũng không có uh, quá nhiều thông tin để khai thác nhưng mà chúng ta thấy được là ừ là thằng bán quay trở lại rồi và có thể là nó sẽ còn những cái nhịp giảm nữa rồi chuyển sang h 4 thì các bạn thấy được là h 4 hoặc cả chuyển sang h một h 1 cấu trúc cũng giảm rất là rõ thì Uh, nếu như các bạn bật H1 lên thì cái cấu trúc giảm rất là rõ khi mà chúng ta xác định được đây là cái điểm đảo chiều và chúng ta bán theo này thực ra các bạn có thể những cái gói lệnh bán đây này đó thì uh, cái hôm thời điểm mà BTC nó ở đoạn này, này. hôm đấy là mình cũng đang dạy học sinh của mình thì mình đã nói về cái cấu trúc này rất là rõ thì tí nó trên H1 thì mình sẽ sẽ chỉ cho các bạn là mình sẽ chỉ lại cho các bạn một chút đó thì uh, trên H4 thì các bạn có thấy được là nó có một nhìn giảm ở uh, từ bên trên này nó quay trở về từ đây nó nó có nó, nó nó trên đây nó không phá được nó quay trở về nó test lại cái vùng à, hỗ trợ kháng cự bên dưới này Đấy, hiện tại nó đang quay trở về đến nó test rồi thì à, cá nhân mình thì à, theo quan điểm của mình nhé thì à, mình nghĩ là btc còn nhịp giảm nữa nên là à, với cái xu hướng đã một đà tăng dài tăng nhiều như này rồi nó từ bên dưới này nó phi lên rồi nó chưa có một cú điều chỉnh nó mạnh mẽ cả nó chưa có điều chỉnh nó rõ ràng cả hầu như là giá nó chỉ tăng mạnh xong bắt đầu đi ngang xong nó lại phi lên tiếp nó đi lên tiếp thì bản thân mình thấy được là cái cú điều chỉnh này mình nghĩ là nó sẽ chưa dừng ở đây có thể là uh, nó sẽ về đến đây cái vùng này nó về đến vùng này sau đó nó nó, nó đi ngang đi ngang đó, nó bây giờ nó nó nó, nó hồi lên đó. bây giờ nó khi nó về nó test một lần nó hồi lên một chút sau đó nó đi xuống đây nó 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 quay trở lại nó test đây có thể nó đi ngang một chút sau đó nó có thể nó đi xuống tiếp đó là bản thân mình thấy được là sau khi nó về đây nó test đây này thì bản chất về hiện tại bây giờ nó đã hồi lên rồi sau đó có thể nó sẽ vòng lên nó nó bản chất nó vòng lên sau đó có thể tiếp tục lại đi xuống tiếp đấy cái, cái cái góc nhìn cá nhân của mình hiện tại là mình nghĩ là BTC nó vẫn còn một nhịp giảm nữa, Đấy, chứ nó 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 chưa dừng ở đây. Cái quan điểm của mình là như thế. Đấy thì uh, trên H4 thì hiện tại nó đang rút chân nó đang hồi lên một chút rồi. Nhưng mình nghĩ là cú hồi này nó nó chỉ hồi lên một đoạn sau đó tiếp tục có thể nó sẽ tục nó, nó quay đầu nó giảm tiếp. Nó có thể nó phá ở đây để về đến vùng bên dưới này. Thực ra mình mình đang kỳ vọng nhiều hơn ở cái vùng 31 32k, tức là cái vùng đỉnh cũ này mình có thể zoom cho các bạn thấy được đây. Đây cái vùng đỉnh cũ là cái boss 2k này. Là rất có thể nó sẽ về đây bởi vì về đây thì nó là một vùng hỗ trợ kháng cự mạnh nó là vùng hỗ trợ rất là mạnh vùng 31 là vùng tròn số à 31 32 k là cái vùng đỉnh cũ này và cái thứ hai nữa là nó nó đã, điều chỉnh một cái đợt mà từ bên dưới nó sóng từ đây lên đây nó phải tầm 50 rồi Để từ từ 38.2 cho đến 50 không cần các bạn có thể vẽ một cái Fibonacci ra đấy tức là nó hồi đâu đó khoảng tầm về được đến đây là khoảng tầm 50 một nửa rồi thì mình nghĩ là sau một cái đợt pullback đấy thì có thể nó sẽ đi ngang nó sẽ đi ngang nó sẽ ngang à, vì vì muốn đi tiếp thì nó có thể là từ về đến đây nó test đây vùng kháng cự thì à, vòng hỗ trợ mạnh thì có thể nó sẽ hồi lên sau đó mới giảm tiếp nó còn lằng hoàng, còn chán thì mình nghĩ là về đây thì khả năng đỡ được giá nó sẽ cao hơn và nó sẽ mạnh hơn khá là nhiều còn trước mắt thì mình nghĩ là cứ chúng ta cứ tạm thời nói chung để đi về từ đây về đến đây thì bản thân mình nghĩ là cũng cũng không thể nào thì trong một hai ngày luôn được thì có thể là nó sẽ về đây nó test đây lằng hoàng đây một cái sau đó đó là mình nghĩ là trong cuối tuần này thì mai ra mới có thể đến được đây được và thực ra cũng cũng chưa chắc là có có hồ cuốn bách về đây không hay là chỉ cần nó thực ra nếu mà bây giờ nó không nó chưa về đây luôn nhé mà chỉ cần nó đi ngang ở cái đoạn ba tư ba năm là nó về đến đây nó test đây là cái vùng cũng là một vùng hỗ trợ không quá mạnh thôi thì nếu như nó về nó test mà nó không chưa phá luôn mà nó lằng ngoằng đi ở đây khoảng tầm một tuần thì kể cả trong mấy ngày đấy an con cũng sẽ được đẩy lên thôi và hiện tại các bạn thấy được là btc giảm nhưng mà an con không giảm bao nhiêu cả bởi vì sao bởi vì là btc nó chưa sầm mạnh nhưng nếu mà btc nằm một nhịp nữa về đây nữa thì mình nghĩ là an con sẽ bị hút máu tương đối Đấy, nên các bạn phải cẩn thận trong giai đoạn là chơi nó rất là nhạy cảm thì chúng ta đi tiền đi long các thứ là các bạn tính toán cho kỹ mà rủi ro các thứ là nhiều khi là cũng đừng có quá vì là nghĩ đến tiền bạc nhiều cái đừng nghĩ quá tham quá mà chúng ta cứ đưa vào mình vào thế tấn công và hãy học cách thủ đi đương nhiên có những cái đoạn thì chúng ta thấy được nó đi cao đi xa rồi thì cũng đừng vì thêm một chút lợi nhuận mà chúng ta ôn uh, in tất tay nếu mà các bạn có thích thì các bạn vào một phần đó. Nếu mà thấy rủi ro quá thì thôi thì và khoảng 20% thôi chứ đừng vào full 100% như thế nó rất là nguy hiểm. Nói chung là cái điều duy thì mỗi người một một suy nghĩ, mỗi người một tính cách và mỗi người có một cái cách chiến lược khác nhau. Nhưng bản thân thì mình thấy là cái cách tốt nhất mà các bạn có thể làm. Đấy. Thì trên biểu đồ H4 à, à, vẫn là một xu hướng đang giảm nó đang quay về đến nó test đây. Hiện tại nó đang hồi lên một chút thì mình nghĩ là có thể nó hồi lên sau đó tiếp tục có thể nó tiếp tục có nhịp giảm nữa. Nhịp giảm nữa về bên dưới này, tức là trên H4 còn trên H1 thì các bạn có thể thấy được cái cấu trúc nó sẽ sớm hơn một chút đấy cấu trúc này các bạn thấy được nó không phá nó quay trở lại đây nó test là cái vùng nó vừa phá này à nó nó nó, nó vừa tạo này nó, nó phi xuống này xong nó quay trở lại nó test nó không phá được quay lại rút chân xuống thì các bạn thấy cấu trúc này cấu trúc các bạn thấy cấu trúc H1 này đấy các bạn thấy chưa nó phi phát luôn luôn đấy các bạn thấy trên cấu trúc cho H1 đang, đang rất là đẹp sau khi nó về đây nó test về vùng này xong bắt đầu nó hồi lên đây À, thì có thể nó sẽ à, có thể cùng nắm có thể nó sẽ hồi lên đây này một phần này cũng có thể là đây à, có thể nó hồi lên đây sau bắt đầu nó tiếp tục nó phi xuống nước, tiếp từ từ nó đi xuống nó quay trở lại test đây thậm chí có thể phá đây để về sâu hơn thì ta mình thì mình đang nghiêng và mình kỳ vọng cái cái việc là BTC có thể có thêm một nhịp giảm à, sâu sâu một chút à, và khi đó là nó sẽ làm cho ăn coi cũng có thêm một nhịp giảm nữa sau đó là BTC nó trụ vững ở vùng ba mức ba k này nó đi về đây nó test được đến đây và nó trụ vững ở vùng này nó đi ngang đây thì sau một cái đợt điều chỉnh đấy, cái đấy là cái điều cần thiết tức là bản chất thị trường nào tăng quá mạnh nhanh quá mạnh thì nó cần một cú điều chỉnh ăn coi đầu vừa rồi cũng tăng không phải là quá nhiều nhưng mà có thể thấy được là từ 30 mấy chục phần trăm rồi thì an coi cũng cũng bay là tả khá là nhiều đấy nên là uh, sau một cái đợt tăng như vậy hầu như con nào cũng tăng thì có thể thị trường nó sẽ quay đầu nó điều chỉnh nó sẽ quay đầu nó nó điều chỉnh và sau khi nó 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 nó, nó, nó đã điều chỉnh rồi thì có thể nó tiếp tục cái cái nhịp tăng btc thì mình nghĩ là nó không tăng nhưng an coi thì cái dư địa khả năng vẫn còn bởi vì là do an coi chưa bay quá mạnh thì với btc chỉ cần đi ngang thôi thì đấy là một cái môi trường thuận lợi để an coi tiếp tục đẩy mình không kỳ vọng với ta tăng lắm còn mình kỳ vọng BTC có thể về đến đây sau bắt đầu đi ngang xoay quay còn an coi khi mà điều chỉnh rồi thì có thể tiếp tục tăng nữa bởi vì dư địa nó vẫn còn và mình thấy được là nó cũng chỉ bắt đầu thôi và rất kỳ vọng là nó còn một cái nhịp đẩy nữa đấy, đang đang kỳ vọng như thế nhưng thực tế thì chúng ta phải theo dõi chúng phải phải chờ đợi xem thị trường nó phản ứng rồi nó diễn biến như nào và nó có uh, những cái tín hiệu nó báo cái vấn đề đấy không chứ còn nó không có thì chúng ta cũng không thể action được mặc dù là chúng ta đã lên kế hoạch mặc dù chúng ta đã kỳ vọng và thực tế nó không 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 cho thấy thì chúng ta cũng chưa làm gì cả rồi thì đấy là toàn bộ cái nhận định về cái xu hướng của thị trường BTC cũng như là một số cái đánh giá chung một chút thì giờ chúng ta sẽ chuyển sang xem qua những cái thị trường có liên quan chúng ta chưa check sang đô một chút nhé đô thì các bạn thấy được là đô nó vẫn đang điều chỉnh đây từ 54 nó điều chỉnh về vùng à, năm 52 rồi Đấy, này thì nó đang giảm nói chung là hiện tại ăn coi vẫn đang nhúc nhắc tăng tại sao đôm nó không giảm mạnh à, tại sao đôm không giảm mạnh bởi vì sao bởi vì vốn hóa btc nó đợt vừa rồi nó tăng nhiều quá nên đôm nó vẫn cao mặc dù ăn coi cũng được tăng các bạn chúng ta sẽ đánh giá tiếp theo đó là với biến, biểu đồ TOTO total uh, total 3 total 3 là thiện cho ăn coi đấy các bạn thấy được là total 3 nó lên test lại like cái vùng hỗ trợ các cự trước mình mình đã đánh dấu đây hôm qua mình đã nói rồi thì khi nó lên đây thì bắt đầu nó 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 điều chỉnh, nó điều chỉnh thì uh, hiện tại là các bạn thấy được là hôm qua nó giảm một nhịp sau đó nó lại rút chân này vốn hóa lại rút chân từ uh, 389 tám lại rút lên bốn rồi thì sau khi có một nhịp giảm nó lại hồi lên luôn, Đấy thì hiện tại là với uh, tô 3 thì mình thấy được đây là vùng kháng cự, đây là cái vùng mà các bạn thấy được là nó sideways cả gần như hơn năm nay rồi nó đi ngang cùng nó tạo thành một cái biên quay một biên dưới này nữa đây bạn thấy được nó biên đây là biên dưới còn đây là biên trên nó đi ngang đây cả một năm rồi hơn cả một năm rồi nó đi ngang đây và hiện tại bây giờ nó đang quay trở về nó test lại biên trên này thì thực ra mình rất kỳ vọng là với cái góc nhìn của Toto ba này mình nghĩ là Toto ba còn khả năng nó có nhịp lên bên trên nó test lại uh, vùng 500 600 này nữa tức là còn một nhịp đẩy của an coi nữa thì bây giờ sau khi nó lên lên nó test kháng cự thì có thể là nó sẽ điều chỉnh một chút về vùng dưới này cũng không hẳn quá sâu đâu nhưng mà À, nếu như BTC về sau thì có thể là điều này còn mình đang kỳ vọng là con nó sẽ điều chỉnh một đoạn và bản chất các bạn thấy được những cây nến gần đây nó đang điều chỉnh đây rồi thì nếu như mà An, à, tức là bản chất là mình nghĩ là nó sẽ có một cú điều chỉnh nhẹ đấy, có thể đi về đến đây chẳng hạn đấy, hoặc có thể ngay tại đây đi ngang tại đây luôn xong là nó sẽ có một nhịp nó tiếp tục được đẩy lên tiếp nếu như mà BTC nó trụ vững ở một vùng nào đấy vấn đề là BTC nó đang đảo chiều nó đang điều chỉnh thì bây giờ là nó sẽ trụ ở, ở vùng nào à, nếu như nó trụ vững ở vùng đấy thì khả năng là nó tiếp tục có để ăn coi để phá cái vùng này để lên trên rất là là, là cao bởi vì đã các bạn nhìn thấy nó tích lũy khoảng một năm giờ nó không phá được qua được cái đáy nó không đi sâu hơn thì đương nhiên khả năng là nó tiếp tục nó 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 nó, sẽ đi về bên trên này và bản chất nó đang test bên trên này rồi và có thể nó phá bên trên để này có một nhịp tăng lên đấy, nó có tăng lên một vùng nào đó nhất định sẽ bắt đầu lại quay đầu giảm lại quay về test lại cái đáy và có thể là đâm sâu hơn đấy. thì đây là góc nhìn với ăn coi đấy, chuyển sang SP500 các bạn thấy được à, SP500 đợt vừa rồi đấy, tăng quay trở lại hồi khá là nhanh các là mạnh Đấy, rồi vì à, à, lạm phát à, lạm phát đang à, giảm rất là tốt lạm phát đang giảm rất là tốt và cái, à, cái câu chuyện là các nhà đầu tư đang kỳ vọng đấy, có thể là sang năm à, fed nó sẽ bắt đầu cắt giảm gần lãi suất thì à, à, thị trường lại được búp trở lại đấy, chứng khoán này và đợt này mình nghĩ là chứng khoán tăng nhưng mà co lại điều chỉnh nó chạy ngược nhau giờ nó không chạy đúng nhất và các bạn xem xem cái Đây đây hiện tại là đang giảm cả cọc rồi nhưng mà btc vẫn giảm Đi à, giảm rất là mạnh nhưng mà BTC nó cũng giảm theo bởi vì BTC tăng nhiều rồi nên là đợt này thì cái sự tương quan của những cái thị trường coi với lại ĐI uh, coi với lại chứng khoán nó không không nhiều lắm đâu nó không không ăn thua lắm nên hầu như là mình cũng không đánh giá nhiều về những cái này nữa đấy thì trên đây là toàn bộ cái nhận định cái đánh giá của mình về thị trường à, trong cái thời gian sắp tới nếu như các bạn thấy video hay và ý nghĩa hãy cho mình một like một đăng ký kênh và đừng quên nhấn quả chuông bên cạnh để các bạn được thể nhận được sớm nhất từ mình OK xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.